5 kỳ lê chắc lên kỷ lục. Chắc căng nó bị lỗi. Giỏ hôm nay 2 kg cả tay. Chơi vậy chứ có ăn được nhiêu đâu đồng. Ăn nhiều quá. Do đau á, nên là phải ăn nhiều vô để cho nó khỏi bị đau á. Sợ sốc. Sốc đi máy bay không được. Hơi đau xí em nghe, mũi hơi đau. Em phải tết em ăn ít á. Vui đó. Nhà nào vậy? Chị vết tết bị đau à? Chị ngày 30 là đau luôn rồi. Do chị đi lên chùa nghỉ gió quá. Gió mà lạnh nữa kìa. Chạy nước mũi luôn. Phải về đau luôn. Phá lạnh gì? Lạnh chứ. Tuyệt rồi không? Không. Không có. Sương mù. Không thấy đường đi luôn. Hai ngày sắp tới là một ngày. Ba ngày, bốn ngày. Bốn ngày là tiền luôn hả? Ừ, mệt quá. Đi sắp ba rưỡi mà chưa hết. Còn nhiều nơi nữa. Đây mà chụp hình ta nói là dễ sợ luôn. Đây nó du lịch Vân Đồng. Về trên đó đâu có dịch đâu. Hải Dương nó ghê quá thì. Hải Dương nó ghê hơn Đà Nẵng mình hồi trước luôn. Ngày mốt chắc có thì mai chắc chưa đâu. Chắc mốt.
tính ước là như như dự đoán không? Dạ, tâm tâm thôi. Như dự đoán đấy. Thằng này mày ngay đi bị tụt yếu. Mà đang tụt kia đó. Biết, bị trúng cá. Hả? Nồi trúng là bị tụt hết. Trúng hết luôn à? Làm biết đường mồ lặng thì, Thì lên cái số kệ có đó. Có được thì mừng, không có thâu chứ chờ răng cứ làm thôi, có được đồng mừng đồng nấy, mà chủ yếu mình làm đây là chính, đi lâu dài. Chị sắp tới có dự định kiểu mình đào tạo để cho người khác làm với mình bớt á. Kiểu mình có xí vốn mà mình đầu tư đó, kinh doanh á, kiểu như kinh doanh để mà vừa đào tạo vừa mở ra nhiều chi nhánh đó. Thấy như rất hợp lý. Thuốc đồ mình có hết rồi, cái gì mình ổn định rồi kìa, tự tin đâu có sợ đâu, mình đào tạo được á. Chị nghĩ như rất ok đó. Đi được lâu dài. Ít bữa ra vaccine đủ ổn định cuộc sống của mình, mở lái ra. Mày cái này cứ cấm cấm đón đón khổ. Năm sau là vừa đẹp luôn hay sinh xong rồi. Năm nay tâm dịch, năm nay chưa đó, năm sau nữa kìa. Năm nay nó vẫn còn chưa ổn định được cái gì hết, tại vì các nước mà không còn như đứa thì đang mà nó cấm với lại khai báo đồ nữa là mệt lắm. Du lịch mà chưa phát triển được là mình cũng không làm ăn được. Tám phút à? Đi mười mấy ngày không quay. Tự nhiên tụt kìa. Tụt. Mà Lily là đang được thứ mấy rồi? Lily chưa đăng vậy, đăng 1-2 cái thôi, nó chưa làm được. Đăng đợt nên khó vậy. Tụt phiếu quá. Đợt này chị thấy khó ghê á. Nó bị lồi đi lồi tới liên tục. Thì tụt phiếu thì tắt kênh. Đợt này khó vậy. Ở đây hình như ai làm cũng khó chứ không phải riêng chị. Thank you.
Đủ chưa? 10 phút. Đủ rồi.